Chào mừng các bạn đã đến với kênh Nhất Dáng Nhì Ra. Các bạn thân mến, hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn một chủ đề mang tên Hội chứng mông chết, ác mộng kinh hoàng của những ai ngủ nhiều. Hội chứng mông chết, một thuật ngữ mới lạ, nghe lạ lẫm quá phải không cả nhà? Tuy nhiên, nếu bạn biết đây chính là một trong 4 sai lầm khiến cho vòng 3 chảy xệ thì cũng chẳng xa lạ lắm đâu. Xã hội ngày càng phát triển, công việc thì ngày càng bận rộn. Đặc biệt là những người làm việc văn phòng thì thường phải ngồi nhiều. Vấn đề nghe thì bình thường, nhưng bạn có nghĩ đi làm cũng ngồi, lái xe cũng ngồi, đi xem phim, về nhà, ăn rồi cũng ngồi. Ngồi liên tục, và tất nhiên ngồi nhiều chỉ có thể gây hại cho mông, cho sức khỏe, thậm chí có thể làm cho bạn chết sớm. Chắc chắn nếu bạn thường ngồi nhiều, bạn sẽ có cảm giác giống như nhau dễ dàng nhận ra là cảm giác tê buốt một hay cả hai bên mông. Hội chứng mông chết là gì? Hội chứng mông chết là triệu chứng mà các cơ bắp quanh mông bị tê liệt đi, không còn phản ứng nhanh nhạy như trước đây. Nguyên nhân gây ra thường do ngồi quá nhiều khiến cho cơ gấp quanh hông bị siết lại, không thể hoạt động một cách bình thường. Và cảm giác tê buốt một hay hai bên mông tưởng như không phải là vấn đề gì to tát, vì bạn sẽ chẳng thấy gì nữa khi vận động. Tuy nhiên, cảm giác đó chính là tiền đề của hội chứng mông mất trí nhớ này. Mông có thể bị tê liệt hoàn toàn. Theo chuyên gia sinh lý học P.T. Ezikon, nguyên nhân gây ra hiện tượng này chính là trong tư thế ngồi, cơ gấp quanh hông bị siết lại, ngắn lại. Điều này làm cho các cơ mông không thể hoạt động bình thường được. Đó là sự cân bằng cơ. Khi một sợi cơ bị thu ngắn lại, cơ gấp hông sẽ bắt buộc một sợi cơ khác kéo dài ra ở phía đối diện như cơ mông để bù lại. Hiểu đơn giản là khi cơ gấp hông lại bị siết chặt, cơ hông sẽ giãn ra để bù lại. Lâu dần, cơ mông sẽ luôn giữ mức giãn như thế này và gây ra hiện tượng mông chết, không còn được co giãn như cũ. Khi cơ mông bị giãn ra như vậy, nên khi cần dùng tới cơ mông, nó lại ít tạo ra lực. Đồng thời, các nhóm cơ của các bộ phận cơ thể khác phải hoạt động nhiều hơn để bù lại cho mông. Hậu quả là khiến mông, hông, gối, cột sống sẽ bị chịu nhiều phiền phức và những cơn đau nhức không đáng có. Mông của bạn có đang chết đi hay không? Để biết rõ, bạn hãy thử làm các bước kiểm chứng này nhé. Đứng thẳng lưng, nếu bạn cảm thấy thắt lưng hơi nghiêng về phía trước hoặc nằm ngang ngửa trên sàn nhà mà không thể cử động từng bên mông, gần như khả năng là mông của bạn không còn sống nữa rồi. Vậy, cách cứu sống mông chết như thế nào? Tuy nhiên, đừng vì thế mà buồn sống nhé, vì vẫn có cách để hồi sinh cái bản tọa của bạn. Theo một chuyên gia và giám đốc công ty thể hình tại Mỹ, bạn phải thường xuyên vận động cả 3 nhóm cơ mông. Để hiểu được điều này, bạn hãy xem kỹ cái bài viết cách xử lý mông bị hóp hai bên như thế nào. Và trong đó, các bài tập kích thích cơ mông cho nữ và gây ảnh hưởng tới các nhóm cơ này chính là bài tập squat mông. Bài tập nunchuck cho mông đùi hay nặng đô hơn là barbell squat. Ngoài ra, nếu khi làm việc tại văn phòng nhiều, lâu lâu hãy đứng dậy, đứng thẳng người, siết cơ mông lại trong vòng 5 đến 10 giây và thả ra. Lặp lại liên tục từ 5 đến 15 lần. Như thế sẽ giúp cho cặp mông của bạn luôn được vận động đó. Lưu ý, bạn nên tập trung bổ sung thêm các món ăn để tăng kích thước vòng 3. Trong đó, trước và sau khi tập, bạn nên dùng thêm các món protein 3 tốt nhất để giúp cho cơ thể có đủ năng lượng và đạm để xây cơ. Như vậy, bạn đã biết về hội chứng mông chết và làm gì, làm cách nào để thoát khỏi nó rồi. Hãy liên tục tập thể dục, thể thao để khỏe và giúp mình khỏe mạnh nhé! Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Nhất Dáng Nhì Ra của chúng tôi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, share, comment và đừng quên ấn vào nút subscribe để đăng ký phía bên dưới để thường xuyên theo dõi những video mới nhất của kênh chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.